Máy 1. 3, 2, 1, vô. Rồi, chào các bạn, mừng các bạn đã quay trở lại với Random Fitness. Rồi, sau một cái bữa tối cuối tuần với nhậu nhẹt với rất là nhiều những cái món ăn thì các bạn sẽ có rất nhiều mỡ thừa và chúng ta sẽ vắt mỡ để khởi động một cái tuần mới với hy vọng rằng là chúng ta sẽ đốt mỡ nhiều hơn. Nhưng mà thật sự là các bạn hãy tập luyện thì các bạn mới có thể hy vọng để các bạn đốt mỡ được nhiều hơn. Rồi, 6 phút liên tục, mỗi bài chúng ta sẽ tập 30 giây và chúng ta sẽ lặp lại là 3 hiệp. Rồi, đơn giản thôi. Đầu tiên là plank thẳng tay, chạm chân luân phiên. Các bạn sẽ chống thẳng tay plank như thế này và bắt đầu kéo người về phía sau chạm. 1, đứng rộng chân ra xíu. 2, thẳng, chạm. 3, rồi. Bài 1 chúng ta sẽ tập 30 giây, sau đó chúng ta sẽ vào bài 2, ngồi duỗi co chân, tập bụng, co đầu gối, chạm ngực, duỗi mũi chân, duỗi hết ra, người ngã ra sau, co đầu gối, chạm ngực. Ok. Rồi, bài 3 là plank nhảy khép mở chân để làm nóng cơ thể, nhảy ra lên xuống, nhảy ra. Rồi, ok. Và bài 4 đó là plank đá thẳng chân luân phiên như thế này. Đó, ok chưa? Rồi, bây giờ tập trung, hít thở đều, khởi động kỹ và vào 6 phút vắt mở bụng đầu tuần nha. Chuẩn bị chưa? Đầu tiên là plank thẳng tay, chân chạm lưng phiền, 3, 2, 1, bắt đầu, chạm, hạ thấp mông xuống, duỗi người ra hết luôn, duỗi người ra hết. Rồi, em duỗi người ra hết trước, rồi bắt đầu mới kéo vô, kéo, nhanh lên, kéo, chạm, rướng người chạm, rướng người chạm, đúng rồi, đó, cố gắng vậy đó, rướng người chạm như vậy rất là tốt. Bài tập này các bạn phải rướng người về trước nha, gồng cái bụng, kéo chạm vô, thì cơ thể của bạn mới ép được cái mỡ bụng của các bạn, mới vắt được cái mỡ bụng của các bạn nhiều hơn. Tiếp, ngưng, rồi ngồi duỗi co tập bụng vào, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, rồi kéo sát vô, cho đầu gối chạm ngực luôn. Với những cái bài tập này các bạn phải kéo cho đầu gối của các bạn chạm ngực luôn mới hiệu quả được. Đúng rồi, kỹ thuật rất tốt, kỹ thuật tập càng lúc càng tốt. Cố gắng hít thở đều, duỗi, thở, hít, thở, duỗi, co, co vô, thở ra, duỗi, hít vào. Rồi, đổi, plank nhảy khép mở chân vào, plank tay xuống, plank tay xuống, plank tay xuống. Rồi, bắt đầu nhảy khép mở chân, nhảy, hít, thở, hít, thở. Với cái ngưỡng bài tập này, các bạn lưu ý rằng là muốn các bạn muốn vắt mở bụng nhiều hơn, cái kỹ thuật của các bạn phải thật tốt. Hạ mông thấp xuống em, gồng bằng cái cơ bụng để mà nhảy khép mở chân, gồng bằng cái cơ bụng nha. Hít thở, hạ mông thấp xuống, hạ mông thấp xuống nào, hạ mông thấp xuống. Rồi, rồi, plank, plank đá thẳng chân luân phiên, hạ mông thấp xuống luôn, hạ mông thấp xuống, dồn người về trước, em dồn người về em về trước nữa, nữa. Rồi đá, giữ góc độ đó, đá cao chân lên, rồi hạ xuống, đổ chân kia liên tục nhanh, cao xuống, đá cao xuống, đá cao xuống, đá. Chú ý, hết sức chú ý ở bài tập này, phần vai, khuỷu tay giữ trên một cái đường thẳng và nó vuông góc với sàn nhà và dồn người lên trước. Rồi, chuẩn bị vào plank thẳng tay, kéo tay chạm gối, thẳng tay lên, thẳng tay lên. Rồi, bài tập này các bạn cũng lưu ý rằng là các bạn phải duỗi tay cho nó vuông góc và kéo tay cho nó chạm vào cái mũi chân. Tại vì sao? Khi mà các bạn duỗi cái tay vuông góc, cái góc độ chạm nó sẽ rất là sâu. Và khi cái góc độ chạm mà nó rất là sâu, cái lực mà nó co, mà nó ép vô cái phần mỡ bụng của các bạn nó sẽ nhiều hơn. Nên chú ý cái phần vị trí cái góc tay. Rồi, chuẩn bị, đổi, ngồi duỗi co tập bụng. Rồi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Hít, thở, kéo sát vô, kéo sát vô, kéo chạm ngực luôn. Em kéo chạm ngực luôn cho anh. Rồi, đúng rồi, cố gắng, bình tĩnh, hít, thở, hít, thở, rồi, hít, thở. Rồi, các bạn phải hết sức tập trung. Mỗi cái động tác kỹ thuật các bạn cố gắng các bạn tập cho nó chuẩn nhất có thể thì tổng quan các bài tập của bạn sẽ rất là hoàn thiện. Rồi, plank nhảy khép mở chân vào. Nãy giờ chúng ta mới tập được một nửa đường thôi, mới 50% thôi. Các bạn phải cố gắng tập trung, kiểm soát nhịp hít thở để hoàn thành cái bài tập này nhé. Đúng rồi, cứ kiểm soát từng nhịp
hạ mông thấp xuống, hít thở đều. Rồi, nhẹ tiếp, bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, hít thở đều, nhảy hạ mông thấp xuống. Rồi, cái góc độ người của các bạn nhớ là dồn về trước cái phần vai này, cái phần vai dồn về trước, hạ mông thấp xuống để mày giữ cái lực tác động nó vô cái phần cơ bụng. Rồi, lên, rồi dồn về trước, đá thẳng chân lên. Nào, lên thẳng tay xuống, rồi đá chân, hạ mông thấp xuống. Đúng rồi, dồn người về trước, chính xác, gồng cái phần cơ bụng vô. Rồi, đúng rồi, cứ kiểm soát như vậy. Cố gắng lên, bình tĩnh, kiểm soát. Nào, cơ bụng đâu, gồng cơ bụng đi, mới có 4 phút thôi, chúng ta sẽ nhanh chóng đạt cái giới hạn, các bạn phải cố gắng lên rất là nhiều. Nào, cố gắng lên, vắt cái mỡ bụng này chúng ta phải ép nó vô. Rồi, chống tay, kéo gối, hiệp cuối, hiệp 3, cố gắng lên. Chống tay, kéo vô, kéo, chạm sau tay vào. Bình tĩnh, kiểm soát, chạm sau tay vào, hạ mông thấp xuống. Khi đưa người tới trước, hạ mông thấp xuống để cái cơ bụng của các bạn nó được giãn ra tối đa. Nào, cố gắng lên, chạm nào. Chạm sâu vào, hạ mông thấp xuống, dồn giữ người, chạm sâu vào, hít thở đều, chạm sâu vào giữ nào, hít thở. Rồi, cố gắng lên. Rồi, ngồi duỗi co tập bụng nào, ráng lên nào các bạn, ráng lên, còn 1 phút 30 giây nữa thôi, duỗi co, tập trung. Thở ra, kéo sát vô, thở ra em, lộn nhịp, hít thở rồi. Hít, gồng, kéo, thở. Hít, gồng, kéo vô, thở. Nào, bình tĩnh, gồng cơ bụng, tiếp tục. Đúng rồi. Hít, gồng, kéo vô, thở ra. Hít, gồng, kéo vô, thở ra. Nào, cố gắng lên. Hít, gồng, kéo vô, thở ra. Hít, gồng, kéo vô, thở ra. Rồi, 1 phút cuối cùng, 59 giây. Rồi, plan, nhảy khép mở chân. Các bạn hết sức tập trung vào cái giai đoạn này. Đây là cái giai đoạn mà các bạn vắt mở được nhiều nhất. Các bạn hạ mông thấp xuống. Nhảy, khép mở, hít thở, giữ đều, hít thở sâu, cái nhịp hít thở nó mạnh lên, cái nhịp hít thở nó tăng tốc lên. Rồi, hít thở sâu hơn, dồn dập cái hơi thở, hít thở là một xíu, còn 35 giây, 38 giây. Nào, hạ mông thấp xuống. 3, 2, 1, rồi tiếp tục, lên. 30 giây cuối cùng, hết sức tập trung, 30 giây cuối cùng, đá thẳng chân lên, 26 giây, 5, dồn vai về trước, 2, tiếp tục, còn 20 giây, đá hạ mông thấp xuống em, hạ mông thấp xuống, giữ, nào, đá chân lên, cố gắng gồng bụng thăng bằng, còn 15 giây, tập trung, 15 giây, 10, 9, 8, 7, 6, 5, đừng rớt, giữ đi, 4, 3, 2, 1, ngừng. Hết giờ, rồi ngồi thở đi em. Giãn cơ bụng, giãn cơ. Rồi, giữ yên trong tư thế này, cỡ 30 giây, mắt nhìn về trước, hướng lên. Khi mà các bạn ép vào cái cơ bụng một cái khối lượng vận động nhiều như vậy, các bạn sẽ vắt mở được rất là tốt. Nhưng mỗi kỹ thuật, mỗi bài tập, mỗi cái góc độ các bạn phải tối ưu, tối đa hóa nó thì các bạn mới vắt mở được hiệu quả được nha. Đó là lý do mà các bạn cần phải kiểm soát và các bạn phải tập trung hơn. Chắc chắn rằng là rất nhiều bạn sẽ không theo hết được 6 phút ở cái bài tập này. Các bạn sẽ tương đối là dễ dàng thất bại cho dù là bạn đã cố gắng ở 3 phút đầu tiên. Rồi đến phút thứ 4, thứ 5, thứ 6 nó sẽ khó hơn rất nhiều. Đó là lý do mà bạn cần một cái chương trình tập đôi khi là nó nhẹ hơn hay là sắp xếp ở một cái cường độ phù hợp hơn với cái kỹ thuật và cái thể chất của bạn nha. Rồi nếu mà bạn chưa có cái chương trình đó thì cứ inbox fanpage đăng ký khóa học online của Rai Long Fitness. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo của Rai Long Fitness.